đi thăm vườn của ông thầy Hải thì gặp anh này. Giang sẵn cũng nói luôn nha, và ảnh giận á, ảnh là người giới thiệu cho thầy Hải đó, mà Mr. Tú hứa ảnh là cách đây một năm là xuống thăm vườn rồi không thăm, rồi giận luôn. Hồi nãy ngồi trên xe ông Đa nói nên đừng có hứa phải đi thăm. Giờ này anh tên gì anh? Anh Trung hả? Tức là anh trồng với thầy Hải hồi nãy đó là trước ngày đúng không, mà chưa có xài si. Bây giờ nè, em sẵn em đang tiến kiếm cái vườn để quay cái video về cái này nè. Tức là anh làm thì nhìn nó xấu vậy đó, nhưng mà thật sự nó đúng, nó không có sai nha. Nó không có sai đâu, nó có kẻ hở như vậy là tốt á. Bây giờ về anh lại gần sông lớn đúng không? Đúng. Thì bây giờ về này một năm anh được 2 tấc phải không, 2 tấc phù sa đúng không? Nó vô ra tối ngày liên tục. Thì một năm được 2 tấc đúng không? Thì bây giờ đó là anh đưa lục bình vào cho em nha. Anh có anh đưa lục bình vào, tại vì lục bình nó lọc phèn rất là tốt, cái rễ lục bình nó lọc phèn rất là tốt ha. Và cứ mỗi năm như vậy đó, cứ lục bình mà nó nhiều lên thì anh vác, anh lấy anh đẩy lên đây, anh đẩy xung quanh cái tán lá, đúng rồi, cứ đẩy lên trên cái tán lá này ha, vì tán lá này sau đó anh mới bơm cái sình lên, anh bơm riết lên cho nó đẹp lại cái mô lại, cho nó bằng thẳng, nó bằng thẳng lại, dạ, yeah. Đâu có gì đâu ha, cái là 8 công ha anh, 8 công, dạ, yeah. nên là thật sự là anh làm như thế này đó là nó đỡ về chi phí, nhìn nó xấu nhưng mà thật sự nó không có sai đâu. Đất của anh nha, đất của anh là kẻ hở nó lớn lắm á, chứ không nhưng mà cái đương nhiên là cái nắp này bác nó thấp rồi. Thấp. Giờ ngoài đó là khoảng 3. 3 thì biết rồi. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Tại vì cái vùng này em thấy nó có phèn. Dạ, yeah, nó có phèn. Nên rằng là nó thấp kệ nó, mình đổ xi vô thì nó dẫn truyền ra, không có cần lo ở ngoài. À, chúng ta đổ xi là đổ vô gốc ra rìa tán lá thì sao nó dẫn truyền ra. Nó không có sợ, cái đất phèn này là đất giống của thằng Thành ở bên cái bè đây, rất là tốt, chứ không có xấu. Đất phèn nó gặp xi là nó ok. Phèn là trầm tích của thực vật ở dạng khó tiêu mà, nó là hữu cơ đó anh. Đó là anh cứ mỗi năm anh cứ sơn mương, nhưng mà anh phải cộng với cái lục bình nữa. Thì như vậy thì cái mô anh nó mới tăng cái sinh khối nhanh được, chứ dựa vào cái sinh không là không. Dạ không, ai nói dở chứ tôi thì tôi nói hay là như vậy, không có cần phải lấy cái gầu rồi dợn rồi rà rồi gì cho nó đẹp đâu, mà nó cứ chổng trên vậy nó nhiều kẻ hở ha, không sao hết. Rồi đưa lục bình vô nha, chi nó cực anh, không cần thiết như vậy, tại si nó xử lý được hết. Anh nè, đất này nó gặp nắng là nó bung rất là tốt nè, điều nó đất nó thấp thôi vì nó nhiều cái khó tiêu trong này nè, chứ nó gặp nắng nó bung rất là tốt nè, chúng ta thấy nè. Thấy không? Những cái mặt trên nó bung rất là tốt, đâu có sao, nó gặp oxy trong không khí nó phong hóa ra chứ, không sao hết. Rồi, ok. Cái rễ đó, nó lại là cái rễ của lục bình á, nó lọc phèn rất là tốt ha. Nó nên hồi xưa người ta các cái vùng mà bị phèn đó, người ta vạch cái lục bình đó, người ta đưa cái ống hút xuống, người ta còn lấy cái gáo người ta múc là có thể người ta lấy cái nước người ta uống được rồi.